Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Chúc anh em có một cái ngày lễ Giáng sinh an lành anh em nhá. Rồi, hôm nay tôi sẽ chơi một cái lineup gì đó mà lâu rồi tôi chưa chơi. Đó. Để xem nào. Cái bộ mà tôi chơi ít thì có thể là chắc tôi nghĩ nó là sẽ là cái bộ Clive. Kỵ sĩ tôi chơi rất ít, và ở cái thời điểm hiện tại, meta hiện tại anh em biết không, cái bộ kỵ sĩ ấy, nó chính là cái bộ lineup có thể chơi được để đấm được con ác mộng. Đấy, một cái con tướng rất là khó chịu, rất là lì lợm ở trong cái thời điểm hiện tại. Nên là có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ chơi Clive anh em nhá. Ok. Rồi, trước tiên thì chúng ta cứ mua những cái con gì mà có cặp. Có cặp là một, thứ hai là khỏe khỏe tí để gánh ra đầu game chơi chuyện thắng anh em nhá. Sau đó chuyển dần sang Clive sau. Clive nói chung là chơi ở giai đoạn giữa game khá là khỏe. Đấy, đồ này thì có vẻ như là cũng chơi được. Đồ này là chơi được à? Ok, tuyệt vời luôn. Súng à? Nếu mà cho 3 Hunter đầu game thì cũng được. Ok. Nhưng mà lấy đồ thì khác một chút nha anh em nhá. Lấy đồ, tôi sẽ lấy đồ cho con Avenger Clive luôn. Đấy, chốt đồ cho Avenger Clive luôn. Rồi. Bây giờ chỉ có ra Avenger Clive là cho đồ cho nó thôi anh em ạ. Nhưng cái đồ chủ yếu là đồ tăng cơ. Đấy, còn cái que tôi lấy tí nữa tôi có thể là ghép cái hút máu trừ giáp. Và cái búa set cũng ngon. Đầu game đen thật đấy. Gặp ngay cái thằng khỏe này, đầu game đã 3 assassin lên được 2 sao rồi. Lại còn có kiểu có nó lấy đồ ấy, gặp ngay cái thằng lấy đồ. Chán thật sự. Lẽ ra mà gặp cái thằng yếu yếu là tôi cũng có thể ăn được rồi đấy. À ui đây rồi. 3 Hunter kẹp đỏ này. Ok, thế thì chắc là bán cái bọn ở dưới này đi nhỉ. Có áp cấp không? Hay là thôi tạm thời round này cứ để ở level 4 đi. Chưa áp cấp vội. 3 Hunter đã. Đúng không? Ừ. Cũng không cần phải quá vội áp cái cấp ở round này. Round này thua một round nữa vẫn được mà. Round này thua một round nữa vẫn được. Không có vấn đề gì hết. Ok. Chứ còn tôi không bán mấy cái con dưới này đâu. Bán này đủ tiền up cấp thì tí nữa con đấy, mấy cái con đấy nó lên 2 sao bây giờ mà. Sao Breaker lên 2 sao thì phí lắm. Cứ từ từ, round này thua cũng được. Đấy, round này thì chắc chắn là thua rồi. Đương nhiên. Ơ, nhưng mà chưa chắc đã thua nhá. Ừ. À không, nếu mà nó phi được cái rìu thì là thua. Nếu mà cái con Berserker quả vừa rồi mà nó không phi được cái rìu ấy, là tôi khả năng là tôi ăn được cái nào này. Rồi, đây, ra cái bộ Clive này. Bắt đầu có Human, có Clive rồi đây này. Sói à, sói phải mua nhá, sói phải mua. Ui, thôi phải bán hết rồi. Mấy con này phải mua hết. Đấy, nếu mà chúng ta có ý định chơi Clive là mấy cái con Human cũng phải mua cùng luôn. Chơi nó hay kẹp thêm Human ấy để kiếm sách đầu game anh em ạ, tận dụng lợi thế. Cái bộ Clive nó hay cái chỗ là nó có sách thì nó đỡ tốn tiền. Nó đỡ tốn những cái tiền up cấp hay là những cái tiền dùng up cấp ấy chúng ta có thể để roll. Chính vì thế nên là cái bộ Clive mặc dù là có vẻ như là ở trong cái bộ Clive có rất nhiều con đắt tiền ấy, nhưng mà anh em thấy là cái việc tiêu tiền ở trong bộ Clive ấy, nó so với một cái bộ tương đương ví dụ như bộ Warrior thì tôi nghĩ là bộ Clive nó dễ kiếm tiền hơn. Mỗi round thắng ấy mà có một quyển sách thôi nhá là chúng ta đã coi như là bằng 3 trận thắng rồi, 3 trận thắng rồi. Cái số tiền nó tích được nó là 3 tiền mỗi round. quy đổi ra bằng sách. Thế nên là nó có lợi thế. Đấy, mạnh rồi này. Đấy, chiến thắng mà có đẩy đối thủ 8 máu luôn. Ok, đây rồi anh em ơi. Úi giời. Cứ mỗi round ra một con Clive là vui rồi. Ở đây có thêm con cung đen nhưng mà bây giờ Aegis ấy
Nó không ngon lắm anh em ạ. Aegis bây giờ là trừ máu của cả địch thủ lẫn chúng ta, nên là tôi không đánh giá cao. Nó cũng bằng Huế thôi mà. Aegis bây giờ chỉ có chơi Aegis không thôi thì mới ngon, chứ mà nếu mà chỉ có kẹp Aegis vào còn chủ lực vẫn là những cái con ở hệ khác thì nó rất là thiệt thòi. Nên là tôi không có kết hợp cái bộ Aegis với bất cứ một cái bộ nào, trừ chơi với chính nó thôi anh em ạ. Ok. Rồi, nào mày lại thắng rồi. Đấy, cái tầm này thì bây giờ là đánh chuỗi thắng luôn đi chứ anh em. Khỏe rồi. Dùng ba đô này mà kẹp đỏ vào thì máu nhiều lắm. Trâu cực kỳ luôn. Đây rồi. Ok, đấy. Cái việc mà tôi chấp nhận là bỏ một cái số tiền lớn ra để ôm bài. Đấy, thật tiền một chút, nhưng mà bây giờ chúng ta đã có hai con 2 sao và cái bộ Celesi khá là mạnh ở giai đoạn đầu game. Đấy chính là 2 đỏ kẹp với 3 Hunter và có thêm 2 sao nữa, một cái con rơi. Mặc dù không liên quan cho lắm nhưng mà nếu mà tôi up được lên level 6 tôi sẽ kẹp thêm một Clive vào. Rất là ok. Tầm này là có vẻ như là chúng ta ổn. Thằng này khá mạnh này, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ ăn rồi thôi. Bởi vì thằng này, cái con ác mộng của nó vẫn là một sao. Thằng này mà ra ác mộng sớm này có khi nào mà nó chơi God Warlock không? Dễ lắm. Thường cái bọn God Warlock nó cũng hay xây từ cái bộ Goblin à. Ok. Rồi. Vẫn mua những cái con human thôi anh em nhá. Rồi, kẹp thêm một Clive level 9. À level 6 ở round 9. Ok. Bây giờ thì đội hình nó tương đối là mạnh rồi đấy. Hai con Clive ở phía trên vừa đóng vai trò tăng cơ vừa gây đam luôn. Khả năng là nếu mà bây giờ mà có được cái cơ hội gặp được cái thằng chó con bò kia thì là tôi có thể cắt chuôi được đấy anh em ạ. Có cơ hội cắt chuôi đấy, nhưng mà thằng chó con bò nó gặp rồi. Rất tiếc là gặp nó rồi, nên là cái việc mà cắt được chuỗi của nó ấy thì là không thể. Chúng ta phải đợi. Chúng ta sẽ phải đợi cho con bò ở cái round sau cái round 11. Thằng này có con Doom này. Hy vọng là có tỉnh táo giữ Doom để tí nữa đấm với cái nhà Warlock. Nhưng mà chơi nhà Warlock là phải có Doom. Mặc dù là nó không hiệu quả vẫn phải có anh em nhá. Doom thì nó phải có 2-3 con Doom vào. Đấy, thậm chí là Doom có RO. Nếu mà có Doom thì có thể là anh em sẽ thua cái bộ God Ác Mộng. Đấy, nhưng mà nếu mà không có Doom ấy là chắc chắn anh em thua nhiều. Nên là bắt buộc là anh em vẫn phải có Doom. Rồi, đã ra con ngựa rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Có lẽ là tôi sẽ bỏ cái bộ Hunter đi. Tầm này là bắt đầu chuyển sang được rồi anh em ạ. Chứ tôi ôm Hunter tôi hơi thọt tiền. Ba Hunter nó không đóng vai trò là gây đam nhiều đâu anh em. Mỗi con nó chỉ được cộng thêm 15 đam thôi. Và cũng chỉ có 3 con ở trên bàn cờ được cộng. Thế là tội gì mà lấy đúng không anh em. Đấy, chúng ta chỉ bây giờ ấy, cái sức mạnh của nó đến từ cái con đệ của con Skull Hunter ấy. Đấy, cái con đệ đấy nó mới là cái con mà gây ra đam. Gây ra đam nhiều. Rồi, chúng ta còn chưa gặp thằng nào đây. Chưa gặp thằng Buba. Ok, 4 Clive, được rồi. 4 Clive rồi, ngon rồi. Ok. Đấy, nếu mà chúng ta có 4 Clive rồi thì khả năng là round này có lên up cấp lên để dí thêm một quyển sách vào không nhỉ. Bây giờ hiện tại là chúng ta chưa có 3 human ở trong đội hình. Bây giờ mà up cấp lên ý, thì thọt thì cũng chỉ thọt 1 tiền anh em ạ. Thọt đúng 1 tiền thôi. Nhưng mà chúng ta lại được tới tận 3 tiền. Đúng không? Thế thì cái việc mà chúng ta up cấp lên cấp 7 nó là hợp lý ấy chứ, đúng không? Thế thôi tôi up lên, cũng chả cần phải tiếc tiền ở cái giai đoạn này. Thực ra sách bây giờ nó cũng chỉ để mang tính chất là đỡ thọt tiền thôi, chứ nó không phải là cái tính chất là lên 11 đâu anh em. Tôi chơi cái bộ này thì xác định là lúc nào tôi cũng chơi ở 10. Đội hình nó chỉ ở 10 thôi. Còn lên 11 thì may mắn lắm thì lên được 11. Đấy, sách thì lúc nào tôi cũng tiêu cho cái việc là up cấp.
Chứ còn tôi cũng không giữ lại bao giờ. Bởi vì tiền chủ yếu cái bộ này tôi roll khá nhiều đấy. Tôi roll khá nhiều. Trừ khi là cái kiểu là nếu mà nó không ra đâu thì tôi mới không roll thôi. Tức là xác định là không chơi ấy. Không chơi để chuyển bộ khác ấy. Ui vẫn thua đấy. Vãi đái, up cấp lên vẫn thua. Thề đội hình của địch toàn một sao mết mà chúng ta chơi Clive nó thua. Ảo thật ấy. Ảo thật sự luôn ấy. Thề không phải tin được luôn cái đau vừa rồi thua. Thế thì thôi lại cho đỏ vào vậy. Ảo thật. Cái đau vừa rồi tôi 4 Clive nhá. 4 Clive kẹp với cả một con Skull Hunter 2 sao. Mà vẫn thua cái thằng đó. Thằng đó nó chỉ có mỗi một con già 1 sao thôi. Nhưng mà trận này có thằng trên mết là chúng ta đi hợp Clive hợp lý đấy anh em. Như Clive hợp lý rồi. Được. Nó cũng là hợp lý. Hunter cho con bò này. Ui nhưng mà đội hình này tôi nghĩ là không ăn được. Thôi chết mẹ rồi. Khó anh em ơi. Khó. Súng nó to á. Ôi rồi là bắn sắp bật luôn. Bị nó đẩy nhiều luôn anh em. Tôi chết tôi rồi. Bài súng hố anh em ơi. Hỏng rồi, mọi dự tính đều sai lầm. Bởi vì sao anh em biết không? Bởi hết tiền. Đen. Đen quá. Đen quá. Hết tiền rồi. Chết rồi. Có liên quýt làm bàn mới nhỉ. Này game khó quá. Thì quýt thôi nhỉ anh em nhỉ. Dã man. Game khó quá thì quýt thôi. Thế này bị thọt rồi anh em ơi. Làm nào bây giờ. Thực ra cái pha up cấp đấy ấy, nó gặp cái thằng cho con bò đi sớm quá. Đéo đâu gặp ở round 12 ạ. Thề. Tôi không thể tin được là nó có thể gặp được ở round 12 đấy. Mà cái round 12 thì làm gì đủ tiền tích tiền để roll đâu. Chứ còn bây giờ nó bảo là nó gặp ở round 15 đi. Hay là gặp ở round 16 đi. Tôi tích đủ tiền đến round 15 mà tôi xả hết một mạch luôn. Thì tôi kiếm cái con đủ 6 Clive rồi thì bây giờ Clive 2 sao thì nó cũng đâu có nỗi. Nhưng mà bây giờ quả này sai lầm quá anh em ơi. Hỏng rồi. Trận này nó phải nói chung phải quy hoạch lại đó. Chết rồi, chơi Clive. Tôi mới nhận thấy ở đây là còn có cả cái bộ Witcher này. Có một chút vấn đề ở đây nhá. Đấy ạ. Bây giờ mà chơi Clive mà thọt như này cuối game mà gặp Witcher đấm cho sấp mặt luôn đi anh em ạ. Không ổn rồi. Và ở đây tôi nhận thấy là có rất nhiều thằng nó đang ôm con ngựa. Ui vãi đái ạ. Mẹ cái thằng chơi Witcher nó ôm hai con ngựa. Cái thằng chơi mết nó cũng đang ôm ngựa. Còn một thằng không biết là nó có chơi Clive không mà nó cũng ôm ngựa. Thế chứ đi. Hỏng rồi. Thôi chuyện này xác định là trên ngựa thôi chứ không human như biết nữa anh em nhá. Hết tiền rồi anh em ạ. Tôi phải bán mấy con sói đi để tôi tích tiền thôi. Chứ còn bây giờ mà tham human thì chết. Bây giờ chỉ đánh ở 7 được thôi. Thế trận như này thì không chơi được rồi. Khó chơi rồi anh em ạ. Đang chịu thua đây này. Đấy, chịu thua cộng 3 bây giờ mới hết cái chịu thua. Ui, từ từ đây. Từ từ nhá. Vừa bán lại con sói đi nó lại ra sói mà nó lại ra cả gấu nhá. Điêu thật đấy. Thề. May quá trận này ra thêm một con sói cho tôi có cái cơ hội kiếm một quyển sách. Tự nhiên lại ra gấu nhá. Trông ra gấu này là phải mua rồi anh em ạ. Con gấu này nó đỡ một chút vậy. Cho gấu gánh một chút vậy. Không biết có lên được ngựa 2 lổi không đây. Tôi thì tôi cũng chỉ cần ngựa 2 thôi. Nhưng mà có một cái vấn đề mà tôi đang hơi lăn tăn. Đấy là bây giờ có quá nhiều nhà nó đang ôm cái con ngựa anh em ạ. Tôi đang hơi lăn tăn cái việc là liệu có lên roll không. Trong khi cái kho tướng ngựa nó đang hơi ít. Ui, từ từ nhá. Hay là thôi. Hay là chúng ta chuyển sang beat có được không?
Tự nhiên nó cho tôi thêm hai con bít nữa này. Anh em thấy có điều không? Ngựa bây giờ mua từng này con ngựa rồi. Mà bây giờ chuyển bít được kịp không đây? Trời ơi, bây giờ chuyển bít tôi sợ muộn quá rồi. Vẫn phải ôm anh em ạ. À, thôi thì tôi vứt cái con human đi để tôi ôm một chút vậy. Mà bây giờ nếu mà tôi bán hết bít đi thì tôi cũng có thể tích được lên là 30 tiền. Nhưng mà bây giờ ấy, nó đang chưa biết là chơi cái gì anh em ạ. À, bây giờ tôi cũng không biết. Đang phân vân. Chưa được, nó chưa rõ ràng. Bây giờ trận này nó đang cho bài hơi đểu, nó hơi lởm đầu game anh em ạ. À, bây giờ nó vẫn chưa rõ ràng ngựa hay là chưa rõ ràng bít đâu. Nó phải có một chút tín hiệu, một tín hiệu nữa, một con bít nữa để chốt này. Một con bít nữa là sẵn sàng là quay xe là tìm 6 bít luôn này. Cần một cái tín hiệu đến từ nhà phát hành. Trời ơi, một con sâu. Lại ra thêm một con sâu anh em ạ. À, đây có phải là một cái tín hiệu tốt không nhỉ? Trận này nhiều thằng chơi Clyde rồi. Bây giờ không có thằng nào chơi beat đúng không? Khả năng là sẽ phải quay xe. Nhưng mà chơi beat được gặp mết. Trận này gặp mết được gặp Hunter. Ba nhà chơi Clyde. Không được. Quay xe thôi anh em ạ. Không ổn rồi. Clyde không ổn rồi. Thôi bỏ nhá anh em nhá. Quay xe. Có một cái vấn đề ấy, nó là rất nhiều nhà đang ôm cái con ngựa. Và tôi đang lấy cái đồ cho ngựa, anh em hiểu không? Tức là nếu mà chơi cửa lai vẫn có thể chơi được, nếu mà chơi bằng co là rồng. Nhưng cái vấn đề là đồ chốt cho ngựa rồi. Mà bây giờ đồ này mà nếu mà cố đấm ăn xôi để ngựa lên 2 thì tôi khó lắm. Anh em ạ, khó lắm. Nên là bây giờ thay vì việc là dùng đồ này cho con ngựa ấy, chúng ta thay cái đồ này cho con cáo ở trong cái bộ bít. Con cáo ấy nó không cần là nó phải lên 2 sao sớm. Nó vẫn có thể 1 sao cánh kèo được. Trong cái giai đoạn trước 20. Tôi thấy hợp lý đấy anh em. Tôi thấy hợp lý đấy. Tất nhiên là tôi sẽ cho cái bọn ngựa này có cơ hội đến ra 20. Bây giờ cái con ngựa này đến ra 20 nó ra con ngựa, tôi lại quay xe, tôi lại vứt hết bít luôn. Nhưng mà thọt tiền quá. Thật sự thọt tiền lắm rồi đấy. Tôi đang vẫn chưa chốt được đâu. Vẫn chưa chốt được anh em ạ. Chưa chốt được. Có một cái lý do nữa làm tôi dám không dám mà đi beat. Đấy là trận này có mết. Có mết và có gì? Và có Hunter. Cái vấn đề là có mết và có Hunter. Nếu mà có mết không ấy, chúng ta có thể kẹp cá. Nhưng mà có Hunter ấy thì là cái việc mà kẹp cá vào ấy, nó sẽ làm cho những cái round mà gặp Hunter khả năng là bị dí. Úi dồi ôi, thôi, chốt được rồi anh em nhá. Ôi đây nó chính là cái mà chúng ta cần đây. Ok. Đấy, rất đúng lúc. Cái lúc mà tôi phân vân nhất thì nó đã ra. Thôi rồi. Đấy rồi. Mẹ con ngựa lừa tao đến bây giờ cay thật đấy. Ok anh em ạ. Rồi, 4 bit. Tạm thời là như này đã. 6 bit. Ok. Bỏ một con ra. Con này đi. Đấy, thế có phải nó phải nhanh không? Trời. Ok nhá, mẹ xoay từ cái line sang beat ạ. Đùa. Ôi rồi sao gặp thằng này ngon, beat của có lẽ có thể ăn được thằng này. Nhưng mà bây giờ chưa. Beat nó phải đủ mạnh cơ, này chưa đủ mạnh. Ơ lại nó khóa con chú quỷ của tôi chứ. Cay thật. Beat tí nữa đấm mua lóc cũng được. Cũng được. Ui dồi ôi, đúng thật anh em ơi. Chuẩn rồi. Đây là nhà phát hành đấy, tín hiệu từ nhà phát hành và cho chúng ta chơi beat đấy. Rồi tôi sẽ bán Skull Hunter đi để tích tiền cái round này. Ok, chơi beat chơi ở 9 nhá anh em nhá. Chơi level 9. Lâu lắm rồi không chơi beat ấy. Không biết là có còn thông thạo như ngày trước không. Chứ còn bộ beat cũng là một trong những cái lab rất là thông thạo luôn. Để xem nào.
Meta này thì nghe nói là Medusa đang bị lép nên là tôi sẽ đồ, chắc là tôi sẽ tí nữa tôi sẽ dồn cho cáo thôi anh em. Hoặc là chúa quỷ, nếu mà chúa quỷ lên được 2 sao. Bây giờ ra thêm một con nữa thì là sẵn sàng có quả trứng để đập nha anh em nhá. Chúa quỷ là sẵn sàng có rồi. Nhưng mà nếu mà đánh với ác mộng thì khả năng tôi sẽ kiếm Doom tôi kẹp vào. Nên là chúa quỷ chưa chắc đã được tin dùng đâu. Tôi vẫn trọng dụng cái con Doom hơn. Tí nữa nếu mà ra thì tôi sẽ lấy Doom. Ok. Chú quỷ đánh tạm á. Đánh tạm vào gánh tôi một chút. Hoặc chúng ta có thể chuyển sang Witcher đấy. Nhưng mà phải đánh ở level 10. Witcher đánh ở level 9 thì không đủ bộ. Thì lại phải bỏ chú quỷ ra ngoài. Đấy, chú quỷ kẹp ở level 10 thôi. Mấy cái bộ Witcher toàn là phải kẹp ở level 10. Mà chú quỷ này tôi nghĩ là lên 10 thì nó cũng là một cái chặng đường rất là gian lan đấy. Bởi vì bây giờ anh em thấy là tiền tôi nó đang quá là thọt rồi. Do phải chuyển từ cái bộ Clive sang cái bộ Beat. Nó rất thật tiền. Mà cái năng chọc con bò nó xanh thật đấy. Nó chơi Hunter mà nó vẫn giữ chuỗi đến bây giờ cơ à. Căng nhở. Thật. Giữ được chuỗi đến tận cái round này luôn. Đấy, Beat gặp cái bọn mết này. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Vẫn ăn được. Hay, hay. Úi ôi, trâu nhở. Trâu thật. Bị con flame nó dí vào mặt mà vẫn sống luôn. Cáo hai này. Ok rồi đấy. Ok rồi đấy, ok rồi đấy. Đập trứng cho cáo nhờ. Rồi, tôi dồn đồ cho cáo đấy anh em. Có cả 3 assassin này. Lấy 3 assassin luôn không? Như tôi đã chia sẻ với anh em là thực ra là tôi vẫn tin dùng cái con Doom hơn. Tôi vẫn trọng dụng cái con Doom hơn là cái con chúa quỷ. Bởi vì là ở trong cái meta này mà đấu với ác mộng thì lên kẹp Doom. Chúa quỷ thì kẹp vào thì lại mất cái demon à. Như thằng này nó kẹp Doom này. Nhưng mà thằng này có vẻ như là nó đi rồi. Này yếu rồi anh em ạ. Chơi Goblin nhưng mà cái tầm mà sau round 22 này là phải đủ bộ rồi. Chứ không thể là mà Goblin cửa chuồng như thế này được. Ok. Như này ngon hơn không? Chưa có 3 assassin thì chắc để này. Bao giờ có 3 assassin thì mới cho vào. Để chú quỷ vẫn ngon hơn anh em ạ. Nói chung thì làm thế nào ấy mà chúng ta tận dụng được những cái con được cho ấy. Không phải run, không phải tìm kiếm nhiều. Tận dụng được những cái con được cho mà giữ được cái máu tốt nhất thì chúng ta để vào thôi anh em. Tận dụng được tốt nhất và giữ máu tốt nhất thì là ok nhất. Để còn tiết kiệm được tiền. Anh em thấy là giai đoạn đầu game tôi khá là thọt tiền. Nhưng mà bây giờ tiền tôi là bắt đầu là có thể là nói là giữ được rồi đấy. Giữ được tiền và máu nó cũng giữ được. Đấy nó là cái dấu hiệu là đáng mừng. Gặp thằng này có thua không? Tôi nghĩ là ăn được. Chúng ta chơi beat mà à, may quá không trượt Clive anh em ạ. Không lại xuống hố với mấy thằng Clive. May thật sự luôn đấy. Mấy thằng Clive tranh nhau đi. Mọi người tranh nhau đi. Ôi, trận này tự nhiên thì nhiều thằng chơi Clive đấy. Mà từ từ đấy nhá. Cái chuyện này ấy, tôi nghĩ là chúng ta có phải có một cái quân bài mà nó phải là đề phòng. Nó phải là bảo hiểm. Cái tấm vé bảo hiểm đấy chính là cái bộ Insect. Nên nhớ là trận này có Hunter và có cái bộ Mết. Nên là cái việc kẹp cá vào ấy, nó chỉ counter được cái bộ Mết thôi. Đấy. Còn bộ Hunter ấy mà muốn counter được ấy, bây giờ Hunter đang rất xanh, chúng ta phải chuyển sang Insect. Chứ còn nếu mà chúng ta để Beat ấy, chúng ta sấp mặt luôn đấy anh em ạ. Beat tí nữa mà gặp Hunter nó bắn cho thì tôi ối rồi luôn. Không thở đâu. Đây này lại gặp rồi này. Không biết có cắt được chuỗi không. 9 Hunter. Ui rồi ôi, 9 Hunter nó còn kẹp được cả cái con chịu à. Ui ôi kìa, anh em kìa. Nó bắn cho nhưng không nhấc được cái tay lên luôn. Không lăn nổi luôn anh em ạ. 9 Hunter kẹp ca lông. Anh em thấy chưa? Đấy chính là lý do sao vừa nãy tôi phân vân đấy anh em. Tôi phân vân, tôi không dám chơi beat là vì thế mà. Tôi đã nói với anh em rồi. Đây bây giờ có 3 assassin này. Phantom Queen được. Cho vào thay. Hay chúa quỷ. Tôi đã nói với anh em rồi. Không đơn giản đâu. Chuyển sang beat cái quả là tôi cũng phải đắn đo, tôi cũng phải suy nghĩ lắm tôi mới chuyển, dám chuyển sang đây anh em ạ. Cái quả đấy mà nếu mà không ra cho tôi đủ 6 con beat ấy thì chắc là tôi cũng sẽ chơi Clive thôi. Đấy mà nó ra cái dấu hiệu chơi beat thì tôi mới dám chơi đấy.
Mà beat này cũng chỉ là gọi là tạm thời thôi, chứ còn cũng không dám chơi beat đến late game đâu. Đến late game mà cầm cái bộ này thì nó đấy, anh em thấy cái round vừa rồi không? Gặp Hunter nó đẩy cho 20 máu đấy. Thế là anh em biết là mặc dù giữ máu tốt nhưng mà gặp những cái đội hình counter thì vẫn cứ sấp mặt thôi. Nên chúng ta phải xem là đối thủ nó là những cái thằng nào. Nếu mà đối thủ là những cái thằng mà đang counter chúng ta thì ui ơi, là không có đồ này, lại phải tan đầm. À, được cái búa lan thì cũng được. Nhưng mà đây nó không phải có món đồ mà tôi cần. Tôi cần là cái gì, là cái Kira cơ. Ok, chưa có găng tay Kira. Rồi, up 9 nữa này. Mà nói chung là tôi cũng sắp đi ở đây anh em. 47 máu này, gặp mết một lần và gặp Hunter một lần nữa là đi đấy. À, trận này khả năng không lên được 10. Thật, trận này cái khả năng mà lên 10 là khó nhá. Trận này phải chuyển bài ở 9 thôi. Trừ khi là chúng ta kiểu này này, có một cái kiểu nữa mà chúng ta không cần phải chuyển quá nhiều, mà chúng ta vẫn có thể giữ được cái lượng máu, giảm cái thiểu cái lượng máu bị mất đi xuống thấp nhất. Đấy là chính là cái việc là chúng ta chỉ chơi 2 insect. Nếu mà chơi 2 insect thì chúng ta không phải mất quá nhiều tiền để chuyển. Chúng ta đã có sẵn 2 insect rồi. Ui ơi, không được anh em ơi. Không được, không được, không được, không được, không được, không được. Nhầm rồi. Sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm. Không được, không được chuyển insect nhá. Chuyển insect sấp mặt với thằng này luôn. Trời ơi, bài toán khó quá anh em ơi. Vẫn còn cái thằng Warlock này thì chưa chuyển được insect đâu. Không được. Không chuyển được insect. Bắt buộc phải giữ beat anh em ạ. Đánh với God Warlock. God Warlock mà không giữ beat thì toang. Thôi chết rồi. Đứng ở ngã ba đường khó thật sự luôn ấy. Bây giờ mà không chuyển thì bị sấp mặt với Hunter. Mà chuyển thì sấp mặt với cả cái bộ God Warlock. Vẫn còn mết nhá, vẫn còn nhà mết. Vẫn còn nhà mết. Hai nhà mết liền luôn. Có thằng Lâm Rồng anh em ạ. Ui vãi đái luôn. Thằng Lâm Rồng mết thì đỡ nào được đấy. Vào phát rồi, ụp phát chết hết cả đống này luôn. Thì là mất 20 máu ấy. Hơn 20 máu luôn ý. Chết tôi rồi, khó nhờ. Thôi tạm thời phải kẹp cá thôi anh em. Đánh nó kiểu lươn nẹo một tí thôi. Gặp mết thì kẹp cá vào. Mà nếu mà gặp Hunter thì tôi xác định là đi. Đấy, nhưng mà ít ra ấy, thì gặp những cái thằng khác thì vẫn có thể trụ được. Đây rồi. Thằng này tôi nghĩ là vẫn trụ được. Ok 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 ok. Ui mất đi máu đấy nhá. Ui vẫn ăn được, vẫn ăn được cơ. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. May quá anh em ạ. May quá. Thằng này nó yếu. Thằng này không phải thằng Lâm Rồng. Thằng này là cái thằng mết chuyển từ Clay. Nhưng mà anh em thấy không? Anh em thấy là mấy cái thằng mà chơi Clay là bắt đầu là đi hết rồi. Tất cả những cái thằng chơi Clay đi hết rồi anh em ạ. Và cái thằng God Warlock nó cắt được chuối của thằng chó con bò kìa. Thế thì thằng nào mới kết liễu được cái thằng God Warlock đấy, trừ tôi. Bây giờ người duy nhất có khả năng kết liễu được cái thằng God Warlock chính là tôi anh em ạ. Chỉ có tôi thôi, không là ai hết. Phải giết được cái thằng God Ăn Mộng. Mình là người duy nhất có cái khả năng đấy. Line up có khả năng duy nhất giết được chính là cái line up này. Ở trong tất cả những cái người chơi còn lại, nó là chơi mết, nó là chơi Clay thì làm sao mà ăn lỗi. Không ăn lỗi. Tôi bây giờ tôi chuyển thì là tôi cũng là coi như là biếu cái top 1 cho thằng God Warlock luôn anh em ạ. Không được. Đấy, mấy thằng Clay này rồi xuống hố hết thôi anh em ạ. Tranh nhau à, tranh nhau, tranh nhau này. Tranh nhau nữa đi. Thôi xong rồi bạn ơi, xong rồi bạn ơi. Chết chưa? Chết chưa, chết chưa, chết chưa. Đây thôi, cá rồi, mày quá anh em ơi. Mày quá con cá vào đỡ. Bây giờ chỉ tính toán cái nào nào ấy. Mà gặp cái thằng mết thì kẹp cá vào thôi anh em. Đơn giản nó là như thế thôi. Gặp mết thì kẹp cá. Mà gặp mà Hunter thì thì thôi. Chấp nhận mất máu ở cái nào Hunter. Đấy, còn ít ra ấy, thì giữ cái này để đấm cái thằng God Warlock đi. Rồi, cái bộ này không chuyển ở đâu anh em ạ. Tôi nghĩ lại rồi, lúc đầu tôi định roll để tôi form về cái bộ insect đấy. Chí ít là 2 insect, nhưng mà tôi nhận ra là cái việc là vẫn còn một cái bài toán nó vẫn chưa giải được. Đấy chính là đấm cái thằng God Warlock. Nên chúng ta phải giữ cái bộ này nha anh em nhá. Kẹp Doom, kẹp cá vào để đấm chết cái thằng đấy rồi tính sao. Nhưng mà hy vọng là cái thằng đấy nó chết đi chứ nó đừng có cù nhây. Bởi vì là cù nhây đến late game nó cực kỳ khó chịu luôn.
Tức là chúng ta phải giữ một cái đội hình mà nó đang không thể nào mà nó có thể mạnh tối đa được, mà nó phải linh hoạt, nó chuyển để counter vào những cái bộ này bộ kia. Đấy. Chết rồi, chưa kịp kẹp cá. Chưa kịp kẹp cá bạn ơi. Mà may quá. Ui thằng này nó lên 11 rồi này. Vãi đái. Lên được 11 rồi. Ui may quá anh em ơi, vẫn ăn được. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. Đã có thằng ra đi, đã có thằng ra đi. Ok, thằng Clyde đi rồi. Rồi, vẫn còn thằng mate nó đã quyết định là nó tham. Nó lại chơi là human cơ. Nó muốn lên 12 à? Chứ còn tôi là tôi không tham như thế đâu. Tôi là tôi phải chơi là tôi bán hết Clyde đi rồi. Cái tầm lên 11 là 9 mét luôn, không nói nhiều. Chỉ đánh ở level 11 thôi, không tham lên 12 làm gì cả. Thằng này là vẫn còn tham Clyde về human thế này. Chính vì thế là đội hình của nó ấy, nó vẫn chưa được mắc binh. Chỉ còn 9 mét thì chắc chắn là tôi bay màu rồi đấy. Cái quả lao vừa rồi khó chịu thật sự luôn. Tôi cần là cái gì? Cần cái găng Tekira anh em nhá. Rất cần cái găng Tekira ở đâu này. Không có đồ trấn phái là khả năng bay màu ở 5 cái round tiếp theo không đến 35 đâu. Đây rồi, ui rồi ôi, may quá bạn ơi. Phải có chứ, phải có chứ. Không có là bay màu là chính xác rồi. May quá. Vẫn còn ra để có thể kẹp được 2 insect vào lên 10. Đấy, chơi 2 insect. 2 insect vào thì nó sẽ giảm thiểu với cái bộ Hunter. Đây rồi, có Doom. Ok, hai con gấu. Hai con gấu được. Hai con gấu được. Đây rồi, Doom rồi. Con này phải có đây anh em. Cho luôn không mọi người? Cho Doom vào. Doom này nếu mà chơi là phải đập trứng lên ấy. Nhưng mà thôi từ từ đã. Doom 2 thì mới chơi. Doom 2 thì cho vào đánh với cả God Warlock. Tôi là tôi phải giết cái thằng đấy đã. Bởi vì bây giờ không có thằng nào giết được cái thằng đấy. Anh em hiểu không? Bây giờ một mình tôi là cái thằng mà tiêu diệt được cái thằng đấy thôi. Đấy nên là bắt buộc là mình phải gánh cái trách nhiệm đấy thôi. Gánh cái trách nhiệm cao cả đấy là đấy là giết cái thằng God Ăn Mộng. Rồi. Ui thằng này Lancer 2 sao trong 9 Hunter này. Khó chịu thật. Mày đánh đi. Có insect, có insect, có insect. Nó để ra con nhện ấy, thế con nhện nó răng cái tơ vào thế là đánh trượt. Ok. Đây rồi. Doom 2 đây rồi. God Warlock. Ok, God Warlock vẫn sống nha. Và nó đang rất khỏe đấy. Bây giờ cho con Doom vào. Thay con tôi nghĩ là thay con này ra. Vẫn có 2 insect. Đúng không? Vẫn có 2 insect. Vẫn có 2 insect. Cần phải có Doom. Cần phải có Doom anh em ạ. Bây giờ ăn hay không ăn là phụ thuộc vào cái độ thông minh của con Doom thôi. Liệu rằng là có thông minh là Doom trúng và có đang mộng không thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà tôi đã nói với anh em rồi đấy. Không có Doom thì chắc chắn nó sẽ mất nhiều máu. Đấy. Có Doom thì nếu mà thua thì cũng mất ít máu thôi. Ok, ui, căng thế, nguy hiểm đấy, mày thế, ui, mày thế. Mày quá, mất thôi. Có insect anh em ạ. Có insect, lăm rồng, vãi cứt thật. Nó vào nó tung trưởng luôn. Mày quá, có insect đỡ. Insect với cả Kira. Có đồ Kira nữa. Rất hợp lý. Ok, từ từ nha, bây giờ tính thế nào. Bây giờ vẫn phải đánh beat đúng không? Thế thì đưa con Illicon này lên 3 sao đi. Vẫn đánh beat mà, vẫn phải đánh beat đấy. Vẫn phải đánh beat. Cho đến khi mà cái thằng God Warlock nó chết. Anh em ạ. Cái thằng chơi mết ấy, nó đã lên được 12 rồi đấy. Vậy là cái quá trình mà nó tham thì nó cũng không ngu lắm đâu. Mà nó được khá khôn đấy. Anh em ạ. Nó lên được 12 là bắt đầu form về bộ của nó rồi. Thằng ấy là có thể là sẽ form về 9m là nó sẽ rất mạnh đấy nhá. Đánh ở level 12 9m 5 rồng là cực kỳ khỏe luôn đấy. À, tí nữa chúng ta giữ cái bộ beat này thì chúng ta khả năng một round mà gặp cái thằng 9m 5 rồng thì khả năng là toang đấy nhá. Nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải kết liễu hai cái thằng còn lại sớm để còn chuyển bài đi. Không 39 máu này không phải là nhiều đâu. Đây rồi, God Warlock đi. Đấm chết nó đi, đấm chết nó đi, đấm chết nó đi. Đúng, 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 đúng.
Đúng đâu ấy, đúng đâu đấy, không nhầm, nhầm rồi, đúng ơi, nhầm rồi. Nhầm rồi, đúng ơi, tại sao lại đúng vào cái con đấy, tụt chết tôi rồi. Ôi dồi ôi, tại sao mày lại đúng vào cái con đấy. Chán đời cái con Doom thế nhở. Thằng ơi, bị cái thằng God Warlock nó cắt chuỗi chứ. Không được rồi anh em ơi. Doom mày Doom chính xác hộ tao một cái có được không? Lại để nó cắt chuỗi nó lên con ác mộng 3 thì... Ờ thì không sao, cũng được. Mày lên ác mộng 3 hộ tao cả đi. Tao cần mày lên ác mộng 3. Doom nó sẽ ưu tiên Doom mày con ác mộng 3 anh em nhá. Ok. Hy vọng là nó có thể lên ác mộng 3 sớm. Đùa. Chưa bao giờ mong đối thủ lên con ác mộng 3 sớm như bây giờ. Từ từ nha, bây giờ round này không gặp cái con đấy nữa thì bỏ Doom ra đâu. Doom bây giờ vô dụng với những đội hình khác. Chúng ta sẽ để Insect vào anh em nhá. Này có 3 hiến tế. 3 con hiến tế. 6 bit kẹp với cả 2 Insect kẹp với cả 3 hiến tế tôi nghĩ là ok đấy. Đó. Ok, đúng rồi, hay quá. Ui đấm này đẩy này nhiều luôn này. Chờ con bò xanh đầu game bây giờ Hunter đuổi. Đuổi vãi đái luôn. Vớ vẩn là chờ con bò con đi trước hai thằng kia chứ. À cái thằng ngu kia. Đặt tên. Anh ơi, thằng này nó giết được cái thằng God Warlock. Tôi đã nói với anh em rồi. Ui giời ơi. Tôi đã nói với anh em cái thằng đấy nó không ngu đâu, mà dù đặt tên nó là ngu vãi đái thật. Nó không ngu đâu anh em. Cái thằng này nó khôn vãi đái luôn. Nó lên được 12 thì bây giờ nó đấm tất gần gì nữa. Khả năng là cái thằng kia nó vào 9m5 rồng, nó ào cho một phát rồi chết hết toàn bộ đội hình. Sau đó là chỉ cần cái con một con Doom kẹp vào thôi là xong. Đó. Nó đơn giản nó là như thế thôi anh em ạ. 9m5 rồng chỉ mất có 11 con. Lên level 12 là kẹp thừa thêm một con Doom vào. Thế xong rồi, xong phim. Xong phim luôn. God Warlock cái cỡ nào mà chịu nổi anh em. Bọn Warlock thì nó bị dồn đam thì nó rất là sợ luôn. Rất là sợ kiểu cục, theo kiểu dồn đam một cục đầu game ấy. Đấy, bắn trưởng uỳnh một cái chết hết luôn, không kịp làm gì luôn. Không kịp hồi máu, không kịp làm gì hết. Ok, thôi nhỉ, chuyển sang Insect rồi, xong rồi. Xong rồi anh em, cái mối lo nó đã xong rồi. Rồi, đấy. Tôi chỉ mong cái điều đấy nó xảy ra anh em ạ. Dạ mà. Từ từ nha, mấy con gấu tôi nghĩ chắc phải giữ lại. Lý do là bởi vì là bây giờ vẫn chưa có hiện tế. Chưa đủ hiến tế anh em ạ. Nên là gấu giữ lại đó. Ok, thôi xong rồi. Chuyển sang Insect là chúng ta có thể đấm được cả hai nhà. Nhà còn lại nó sẽ là Hunter và 9m5 rồng thì nói chung là ok luôn. Ok la luôn. Ơi giời, đây rồi bạn ơi. Mình đây 9m5 rồng. Ủa tôi chết rồi. Ui tôi chết rồi, bị cái con rồng nó bớ vào giảm đam. Ôi kìa thua. Ôi cẩn thận thua này. Ui tôi chết rồi. Ôi cái con cáo của tôi nó bị bất tỉnh luôn kìa. Một phát nữa. Ui mày quá anh em ơi, sọt được một phát. Ui quá đáng sợ luôn. Nó ăn được luôn. Không không ổn, không ổn, phải bán gấu thôi. Bán gấu thôi, bán gấu thôi, bán gấu thôi. Cho thêm hiến tế vào. Không được, không được, không được, không được. Bởi vì mấy cái con gấu ấy, nó là cái con đánh xa nên là tôi vừa nãy tôi không được hưởng cái Kira nhiều. Máu của con cáo nó ít quá. Rồi, form hết luôn, sang Insect luôn. Ok. Ok chưa? Ui, thằng Hunter nó chuyển sang mèo. Nó chuyển sang chơi mèo. Nó chuyển sang chơi mèo rồi. Ây da, 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 ây da. Xong rồi bạn ơi. Đi luôn không? 29 máu. Ui, còn 3 máu. Ok. Xong rồi đấy, xong rồi đấy, xong rồi đấy, xong rồi đấy anh em ạ. Bây giờ kiếm con cáo 3 xong. Ổn áp rồi. Bài toán đã được giải khi mà cái con ác mộng nó chết anh em ạ. Bài toán chỉ khó khi mà còn ác mộng thôi, chứ còn bài toán đã được giải rồi.
May quá cái người mà tiễn con ác mộng lại chính là cái thằng mà tôi kêu là nó tên là ngu ấy. Tôi không phải chửi nó ngu nhưng mà nó tên nó đặt như thế mà. Anh em ạ. Ok thôi bây giờ xếp bài là ăn thôi. Xếp lại bài là ăn thôi. Ok bạn ơi, lần này thì bạn ăn hộ cái. Tôi xếp bài rồi. Xếp lại bài rồi. Đẩy có khi vớ vẩn đã đẩy một phát chết luôn ý như. Nhà có đẩy một phát chết luôn được không? Đẩy phát chết luôn đi nào. Đẩy phát chết luôn đi. Ơ không phải, đây là cái bóng. Ui giời, nếu mà gặp bản thật thì là chết luôn rồi đấy. Đối thủ chắc là cũng không biết cái điều này đâu. 16 máu là chết chắc. 24 máu anh em ơi. Thôi ra sau là đối thủ bay máu. Kiếm con cáo 3 nữa là xong. Tôi bỏ cáo ra ngoài luôn nó dễ nhá. Một con cáo thôi. Ui trời. Xong rồi. Cái trận này nói chung là chuyển bài nói chung là cũng vãi cướp luôn. Anh em ạ. Chuyển từ Clay nhá, xong rồi sang Beat, xong rồi sang Insect. Dã man luôn. Nếu mà bây giờ mà tôi nghĩ lại mà tôi chơi Clay chắc tôi bay màu lâu rồi. Tôi sẽ số phận sẽ chung với mấy cái thằng top 7, top 6 kia. Thôi xong rồi. Chỉ một cái lựa chọn thôi mà giúp chúng ta lên được top 1 đấy anh em ạ. Chính xác rồi. Thằng này bây giờ không có cửa đâu anh em. Tôi chuyển cái vị trí là nó xếp là nó hợp lý lắm rồi. Bây giờ không có cửa nào ăn được luôn. Chỉ có bây giờ là nó có sống nổi không hay không thôi. À nó vẫn quẹt được phát lửa này. Thế vẫn sống được. 16 máu chắc chưa chết đâu. Ok. Rồi. Sống được qua ra quái thôi chứ cũng chả làm được cái gì. Cái bộ đấy làm sao mà ăn được. Chúng ta nó là cái bộ counter rồi anh em ạ. Bộ này là cái bộ counter, cái bộ của đối thủ rồi. 9 huyết 5 rồng gặp insect đi là chắc thôi. Không có gì có phải bàn cãi nữa rồi. Đấy. Bây giờ việc counter cái bộ này thì nó quá khó. Insect ở giai đoạn late game thì gần như là không có cái bài nào counter cả. Khó lắm. Insect này tôi nghĩ là nếu mà đánh gọi là solo ngang phèo cái bộ này nó chỉ có cái bộ Witcher mà cái con Fallen Witcher 3 sao full đồ cam thôi thì may ra mới đấm được cái bộ này. Còn những cái bộ còn lại thì nói chung là không có cửa đâu. Chả có cái bài nào ăn được luôn. À còn một cái bài nữa nhưng mà nó đã đi rồi. Đấy chính là cái bộ God Ác Mộng ấy. Cái bộ God Ác Mộng ăn được. Đấy nhưng mà đi rồi, đi rồi. Đi rồi anh em ạ. God Ác Mộng 3 sao thì ăn được cái bộ Insect đấy. Nhưng mà nó đi rồi. Cái bài toàn đấy nó đã được giải rồi. Ok, rồi xong rồi nha anh em nhá. Nốt cái dây chuyển kháng này là xong rồi. Chả có cái cách nào ăn được luôn. Rồi bây giờ luôn rồi. Ui rồi cáo 3 luôn này. Rồi thì thôi xong rồi. Cáo 3 luôn thì thôi xác định luôn này. Đối thủ còn hài quá đi mất tôi. Đối thủ đang cố gỡ gạc bằng cái việc là gì. Đấy, xếp lại đội hình đúng không? Xếp kiểu gì thì cũng thế thôi bạn ơi. Làm sao mà ăn được. À kéo con già trên cao thì. Ui. Nó kẹp lên con Doom rồi, nó Doom vào cái con cáo của tôi anh em ạ. Con cáo của tôi là không giọt được. Mẹ cay nhỉ. Gặp cái con Doom. Gặp con Doom. Nhưng mà không có nghĩa là thua anh em ạ. Không có nghĩa là thua. Không có nghĩa là thua. Ui ôi, đẩy nhiều máu luôn này. Bạn ơi, nó kẹp cái Doom 2 vào để nó Doom con cáo của tôi. Nhưng mà cũng sẽ đi đâu này thôi. Mặc dù là nó kẹp Doom vào nó cũng khôn phết đấy. Nó kẹp Doom vào nó giảm đi một cái lượng máu khá là đáng kể đấy nhá. Đây có kinh nghiệm chơi kẹp thêm con Doom vào. Nhưng mà đấy là lý do là bị Doom ấy là bởi vì là cái con cáo tôi lên 3 sao thôi. Chứ còn 2 sao thì nó có rất nhiều con 4 đô để mà Doom vào. Chứ nó cũng chả Doom vào con cáo đâu. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em thể chọn clip bên trái. Một trong những siêu phẩm hay nhất trong tháng. Tận cùng của sự bất lực, ánh sáng phía cuối con đường anh em nhá. Một trong những con game sinh tồn hay nhất ở trên kênh. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con ác mộng nó kết hợp với cái bộ nào thì nó là mạnh nhất anh em nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.